bòi cho mày lên với mực nè. Trời ơi bà nuôi cha mày sao mày bà mày đi mà nhà người ta mày báo vậy nhà tao mà mày đập thau đập đồ á bánh nó chân nghe trời. Thấy cái hao nó đang bóp rồi đập. Ông nội ơi mày nó báo hết báo rồi. Với lại nhà tao nó báo rồi vì nhà này nó báo nó trời. Mày thấy cái bà nó thau bóp đập chơi. Cho nó bóp thêm hả? Lên trời mày bóp nhiều vô nó. Nè tao muốn thịt bò giờ là cho mày ăn nè. Cho ăn nhiều nhiều vô mày báo. Mày ăn đi. Quá mày báo rồi nha, đập hao màu bánh hết trơn luôn. Bánh hùng ở cái hao này nó bể sẵn rồi, tôi thấy vậy tôi đập ra luôn. Mà bị bà nội bà chửi quá trời luôn. Mà không biết sao có trùng khớp đến vậy luôn á. Tôi định là làm cái món này, ai ngờ đâu bà nội bà mua ba cái gâu mực với thịt bò đó. Bánh hùng ơi lỡ chớn rồi làm luôn chứ sao. Hồi nãy là tính đập cái thao đó đó, đập là đập xương xương thôi. Đập cái tét bét cái hao luôn. Rồi cái gâu mực nè, giờ tôi bỏ đường cát vô nè. Rồi tôi nhồi nhồi tôi bóp bóp cho nó sạch ba cái nhớt. Thịt bò thì tôi rửa muối bình thường. Rồi bây giờ tôi gấp thịt bò ra dĩa nè. Thịt bò thì mình sắc miếng vừa ăn, chứ mà sắc cái miếng bự bự đi. Ăn vô mà nghe quéo 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 là hiểu rồi đó, là chuyển tới Tây Phương luôn đó. Rồi bây giờ ướp gia vị nè, bỏ vô một xíu hạt nêm, xíu bột ngọt. Rồi tôi chế chút xíu nước mắm. Rồi cái kế đó rồi gắt vài hộp đường thôi. Đường là đường cát đó, chứ đừng có tưởng là đường vào tim băng giá nữa đi à. Rồi bây giờ tôi để nửa hũ sa tế nè. Rồi bắt đầu trộn đều lên. Trộn xong rồi để đâu 3 ngày đi rồi hả đem ra. Xong rồi bỏ thịt bò luôn, nghỉ ăn luôn cho vừa bụng chỉ tào lao không à. Rồi bữa nay mọi người biết cái món gì chưa? Chưa nói lấy gì biết. Bữa nay là tôi làm bò leo núi đó, chắc là cũng có nhiều người hỏi. Trời ơi bò leo núi là cái gì cha? Cái món gì mà lạ dữ vậy? Không, cái món này hồi bữa là tôi đi ăn tôi học đó, cũng là lần đầu tiên tôi làm luôn. Không biết là được không nữa mà hư bà cái thao luôn. Rồi bây giờ chuyển lại làm nước dùng nè, là tôi làm nước lẩu nè, phi tỏi lên cho nó thơm đi. Rồi kế tiếp là tôi bỏ xả vô, rồi cũng y chang luôn, xào qua xào lại cho nó thơm. Rồi kế tiếp là tôi bỏ mấy lát gừng vô. Rồi tới cái lúc này là canh nước nha. Tôi đổ vô cái nồi tầm 1 lít nước. Rồi nhà ai có hành tây thì bỏ vô. Còn tôi không có hành tây tôi để hành tím. Rồi bây giờ nêm gia vị nè. 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt. Rồi bỏ vô 1 muỗng đường. Rồi kế tiếp cho vài hộp muối vô. Rồi nấu rồi để đó đi. Rồi bây giờ tôi qua tôi làm nước chấm nè. Rồi tôi bỏ 1 muỗng đường vô cái chén. Để vô mười mấy hộp bột ngọt được rồi. Còn nửa hũ sa tế hồi nãy đó, tôi chút vô hết cái chén này luôn. Kế tiếp là tôi cho một tí xíu nước mắm. Rồi lấy cái đũa hay lấy cái gì đó, muốn lấy cái gì thì lấy. Rồi quậy đều đều lên cho nó hòa tan ra. Vậy là xong nước chấm rồi đó. Rồi bây giờ là nước súp của mình xong rồi nè. Gọi là nước lẩu hay nước dùng vậy là cũng là nó đó. Mà cái món này là mình ăn phải có than nha. Rồi bây giờ tôi gấp than ra nè, là chuẩn bị bài bố ra ăn nè. Tao nói Hánh Hùng ơi, lần đầu tiên làm cái món này không biết ăn được không nữa. Bà nội tôi mới ngồi kế bên, cái món này ăn được không vậy cha? Tao mới bị vừa hết đó nghe. Tội ủa ăn được sao không tợ? Món này ngon quá ha. Chú ăn nó ngon. Hánh Hùng ơi chưa ăn mà ngon hoài luôn đó. Rồi bây giờ là tôi bỏ tép mỡ lên nè. Hánh Hùng ơi cái món này là người ta để cái cục mỡ lên, còn tôi thì tôi để tép mỡ. Hồi sớm bà nội mới đi mua thịt bò đó, bà nói ở ngoài chợ người ta hết bán thịt heo rồi, đâu có mỡ bò đâu mà để lên. Lại mua thịt bò thì người ta nói hết mỡ heo rồi. Ê cái khúc này hình như là lắng cắn cái vụ gì nè, để tôi nhớ lại coi hồi nãy giờ tôi nói gì. Hánh Hùng hồi kệ bà nó đi, bây giờ quay lại nhân vật chính nè. Tôi gấp thịt bò tôi để ngay giữa đó, còn mực thì tôi để xung quanh cái nước dùng đó. Hánh Hùng ơi ta nói nó thơm gì đâu ta, lần đầu tiên làm cái món này ha, coi bộ cũng thấy ok với lắm nha. Có ai thấy ok thì làm giống giống tôi ăn thử đi nha. Giờ chuẩn bị hai bà cháu tôi review nè. Món này lạ nhìn cũng im á ha, mà bể cái thau của tao chân. Báo được rồi, thiệt tình chứ. Đập banh chành hết trơn, nhầm những món này lạ mà món này ngon nữa. Lạ mà ngon nè. Ừ, lạ mà ngon đấy chứ. Nè chín rồi nè anh. Trời ơi, thịt này chưa có chín đưa cho tao ăn nữa, thằng quỷ hả vậy, thằng báo. Chín rồi đó. Thôi, tao sợ sống lắm, tao không dám ăn đâu. Nướng lại đi. Điện nướng lại hả? Ừ. Anh Hùng ơi thịt bò này ha, kiểu như người trẻ trẻ thì vừa chín tới là ăn được rồi. Con cái bà nội tôi mới lớn tuổi bà ăn không được, phải nấu chín ăn mới được nha. Tới cái khúc này chín thiệt mà bác còn chưa tin nữa nè. Chín rồi đó. Chín thiệt. Bà con diễn hoài. Chín rồi. Báo này vậy chứ cũng biết làm ăn chứ. Quá ngon này. Báo vậy chứ nó cũng biết mà ngăn chứ không? Quá ngon à.
Tôi nói rõ. Quá ngon rồi. Cảm ơn. Tôi đã. Có ngon hả? Cái tay ăn thịt bò leo núi quá ngon rồi. Báo nó biết làm ăn ngon dữ dằn luôn.